Cái bài này là từ cái bạn lúc nãy không nằm trườn ườn được bởi ngồi dậy. Lúc nãy cái bạn gì ở trên Facebook, bạn bảo là ngày nào cũng bới video của anh để xem. Ông cái thứ hai nữa là bạn ấy bảo là anh hôm nào anh trình bày về vấn đề là kinh doanh thời kinh doanh Facebook với cả kinh doanh Zalo, kinh doanh TikTok, kinh doanh ở trên YouTube. Thì nói chung là nếu mà bình thường các bạn khác như thằng cu em tôi thì nói chung là như con thằng Mạnh nó cứ bảo là thằng Tuân đi theo anh rồi có gì anh bảo. Thì mọi người kinh doanh thì thường mỗi người có một cách. Có người thì chạy quảng cáo, có người dùng thế nọ thế kia. Cách của tôi thì nói chung hướng tới cái việc là nó bền. Có thể là năm nay, tức là 1 năm, 2 năm, 3 năm các bạn không mua của tôi. Đến một lúc nào đấy lại nhớ đến mình hoặc gặp mình ở một cái nền tảng mẹ nào đấy thì các bạn mua. Thế tôi nói thật, tức là cái hướng của mình là xây dựng một cái nhân hiệu mà lâu dài. Chứ còn thằng em tôi nếu mà nói về doanh thu thì nó cũng khá tốt, với cái tuổi của nó 98 hay là 2000 gì đấy. Đại ý năm nay nó còn trẻ. Nhưng nó sẽ dùng cái việc là chạy quảng cáo để nó bán hàng. Còn cái việc mà tôi vẫn nhấn mạnh với mọi người, kể cả trong nông nghiệp hay thế nọ thế kia, trong nông nghiệp hay trong tất cả các cái sản phẩm khác mà các bạn muốn kinh doanh, thì rõ ràng là các bạn nếu mà muốn kinh doanh tốt thì ngay từ đầu các bạn phải dùng thử sản phẩm ấy đã. Tức là phải hiểu rõ sản phẩm ấy có tốt hay không. Nếu mà các bạn muốn bền, đấy là theo hướng của tôi, tức là tôi vẫn chia sẻ thật với mọi người, không có ý gọi là làm thầy thiên hạ đâu. Rất nhiều người có dùng những cách khác nhau để kinh doanh cái thời 4.0 này. Nhưng cái cách của mình thì nói chung là nó vất vả. Đôi khi tôi cũng muốn là bảo cho anh em chúng nó làm, nhưng mà được mấy đâu. Mình chỉ là cái thời điểm ban đầu, ví dụ như cái trang Facebook mà các bạn đang xem ấy, thì thời điểm ban đầu từ tháng 7 thì mình được Facebook nó đưa lên là từ cái việc là nó mời mình tham gia ra game. Nhưng mà trước đấy cái trang cửa hàng Ali Việt của tôi cũng rất là mạnh và nhiều người biết. Thì nói chung là cái con người của mình ấy, thì các bạn không phải xem một buổi live stream, hai buổi live stream hoặc là năm cái buổi live stream là các bạn biết. Mà rõ ràng các bạn theo dõi phải thường xuyên. Ở trong một buổi nào đấy bắt tình cờ các bạn gặp tôi, thì có lẽ là nghe một live stream thì cũng chưa thể nói là có thể tin được hay không. Nhưng mà hơn nữa là cái thời điểm này nói chung là mình cũng ngại cái việc bán hàng, kiếm tiền thế nọ thế kia. Con cái thủy nó cũng hay cái kiểu ấy. Ngày xưa thì nó bảo là nó lợ tuần này, nó đi làm công ty 20 triệu, với cả nó bảo lợ tuần này. Tôi bảo mày không nghĩ ra cái trò nào để kiếm 1 tỷ một năm à 1 tỷ một tháng à. Xong rồi ví dụ như là cái thời điểm này hoặc là từ trước Tết đến tận bây giờ thu nhập khoảng tầm 100 đến 200 triệu, 100 thường là 100 triệu một tháng. Thì tôi nghĩ là với các bạn, đấy là tôi nói thật, chia sẻ thật, chứ không lại bảo là thằng này nó có bao giờ nó làm gì có tiền đâu. Đấy là nói tin thì tin không tin thì thôi, đấy tùy. Tôi bây giờ cũng không có xu hướng là nói phép mấy cả câu view, câu like hay thế nọ thế kia. Cho nên tôi nói thật ra tôi cũng thương mấy cái ông thu nhập 3 triệu đến 5 triệu. Mình cũng chả biết nói gì để làm gì để cho các ông ấy tin mà các ông làm theo. Nói thật, nói với các ông ấy thì các ông suốt ngày lên mình bảo nghiện mấy thế nọ thế kia. Thế tôi bảo là thôi, tốt nhất là nói không nghe thì chặn. Ngày xưa mình còn theo cái quan điểm của cá nhân. Mình bảo nói 1 lần nó không nghe, nói 2 lần nó không nghe, nói 10 lần nó không nghe. Nhưng nói 100 lần biết đâu nó nghe. Nhưng mà đến bây giờ nói lần thứ nhất nó lại bảo mình nghiện. Nói lần thứ hai thì mẹ thằng nghèo. Nói lần thứ ba thì nó chửi lại mình luôn. Tốt nhất là chặn. Lần 1, lần 2, lần 1 có thể bỏ qua. Tôi nhắc nhở, tôi bảo mày cẩn thận cái ngôn từ của mày thế nọ thế kia. Tao không xúc phạm mày, mày đang theo dõi tao, tức là mày ở cửa dưới. Bây giờ cửa trên nói thì cửa dưới cứ bảo nghiện. Thế chặn luôn. Và chặn thì sau đấy 1 năm nếu mà thay đổi tính tình thì ở lại. Tức là tôi sau đến 2-3 công công táo thì tôi sẽ mở. Mở nhưng tiếp tục chặn. Tiếp tục chửi là tiếp tục chặn. Tôi không có xu hướng như thế. Tức là tôi không phải là người kinh doanh tốt. Nếu mà theo một hướng nào đấy thì tôi sẽ nắm người theo dõi. Nhưng mà theo dõi theo cái kiểu là chờ thêm 3 tháng nữa nó có đi tù hay không, hay nó có bị bắt vì nghiện ngập hay thế nọ thế kia không. Chứ còn người ta theo dõi mình cũng không phải là tin mình. Đôi khi là vậy. Rất nhiều người theo dõi. Nhưng trong đấy đa số khéo còn một nửa là công an. Để xem dõi theo thằng này nó có ngu không, khi nào nó đánh bạc hay là nó trích nó còn live stream để tao bố nó còn bắt. Đấy, một nửa là công an đấy. Tức là bạn kia bạn bảo là quảng cáo cho em ít mỹ phẩm, em đang nghèo lắm, thì thực ra là cái việc đầu tiên của bạn, bạn bán cái mặt hàng của bạn nó quá nhiều cạnh tranh. Và cái mặt hàng của bạn nó cũng không đủ tốt để người ta nhớ đến bạn.
bất kỳ ai bán mỹ phẩm không phải cái, tức là cái ngành hàng của bạn chọn nó đã không không phải xuất sắc rồi. Tí nữa tôi sẽ nói về cái vấn đề từ từ đến đến câu hỏi của bạn kia, bạn Huyền Thanh đấy. Là bây giờ tôi sẽ nói về những cái ngạch mà tôi không hiểu nhưng tôi vẫn biết. Tức là khi mà bạn bảo quảng cáo hộ em, bạn Huyền Thanh đây là các ông TikTok là không biết, nhưng mà bình luận của bạn Huyền Thanh ở trên Facebook, ở trên Facebook của tôi có 62 người xem này. Không, từ từ thì tôi sẽ nói. Bây giờ cái TikTok này hầu như là đây, các bạn nhìn đây này, bạn ấy bảo quảng cáo hộ em ít mỹ phẩm, em đang nghèo lắm. Đăng Facebook có 57 người xem thôi, ở trên TikTok 166. Thì đây để tôi nói, từ từ rồi sẽ nói đến các bạn nghiện. Nhưng mà tạm thời cái giai đoạn này TikTok nó chưa đến 20.000, thì tạm thời cho các ông ấy cứ thoải mái nói mình nghiện mình nhức kệ. Xong rồi đến cái giai đoạn mà tầm 50.000 là tôi sẽ chặn một loạt. Tầm 50.000 ở trên TikTok là tôi sẽ chặn một loạt. Tại lúc ý tôi sẽ hướng tới cái việc là khách ở lại nó là phải là khách chất lượng, chứ không phải ai cũng vào cũng xem mình được và thích làm gì thì làm. Tôi sẽ nói về cái vấn đề của bạn ấy là mẹ Nguyễn Văn Thơ cút luôn, già hay ít nợ cút luôn, điều phép cũng cút. Tức là chúng ta ở trong cái này chúng ta không nên nói quá nhiều. Trong các bình luận chúng ta không nên bình luận quá nhiều. Bình luận làm sao nó có chất lượng. Tôi nói cũng vậy, tôi không tràn lan đại hải, xong rồi tôi cứ đá đẩm lung tung các thứ linh tinh, tôi cứ nói vào. Còn nếu mà nói như thế vốn tử của tôi có nói đến 3 năm không hết, nếu mà cứ nói lung tung tràn lan đại hải. Tôi cứ nói tí lưu bị tôi lại chuyển sang Trương Phi, xong rồi tôi này ra cát lượng rồi các thứ linh tinh thì đến 3 năm không hết vốn tử của tôi. Nhưng đại ý nói về cái chủ đề nào thì chúng ta đi xuyên suốt cái chủ đề ý. Ví dụ như cái chủ đề hôm nay tôi đang nói về cái vấn đề kinh doanh 4.0, tức là kinh doanh online dành cho các bạn, gọi là trong cái việc làm sao để kinh doanh nó tốt. Thì như bạn Huyền Thanh bạn bảo quảng cáo hộ em ít mỹ phẩm, em đang nghèo lắm, thì thực tế nói vào nếu mà tôi mà làm mỹ phẩm thì tôi cũng bó tay. Tại vì cái ngành hàng bạn chọn nó quá nhiều sự cạnh tranh, nó quá nhiều những cái mà nó bản thân mình nó không tự quyết định được. Đấy là nói thật cho các bạn mà trong cái việc lựa chọn ngành hàng. Tôi sẽ nói sơ qua về cái lĩnh vực của tôi trước, tức là nông nghiệp. Tại sao tôi làm được? Tại vì bản thân mình nó là cái nửa lạc nửa mỡ. Cái kiểu nếu mà bây giờ bạn học đại học ra mà bảo đi bán cây bán kiếp thì chắc chắn một điều các bạn không bán. Con cái thủy này ngày xưa đi làm công ty nó được có 7 triệu. Tôi bảo về đây rồi quản lý nhân viên cho anh. Nó bảo về theo anh nhớ mai sau cầm gậy chống gậy đi ăn xin à. Mà trong khi tôi thuê 5 thằng thanh niên mỗi thằng tôi trả 5 triệu. 25 triệu, chưa tính ông cõng bom, chưa tính mặt bằng, chưa tính điện nước, chưa tính cái nọ kia. Mỗi tháng ngót ngắt 30 triệu rồi. Bảo nó về quản lý, nó bảo là nương nó về theo anh để mai sau chống gậy em xin à. Nhỡ thất bại thì sao? Xong rồi nó bảo thế nào mà cô mấy cả cậu ở dưới quê ngoại đi taxi lên vườn tôi. Hôm ấy tôi không có nhà, tại vì tôi lúc ấy là tôi đặt cái mối quan hệ. Tôi đi anh em thứ nhất là học hỏi, thứ hai là quan hệ. Đợt ý là ở trên Phụng Công mới cả trên Long Hưng nhiều. Tôi mở chục cái vườn ở dưới Thọ Bình Tân Dân này. Ông nào ở đây thì biết. Tôi đầu tư bao nhiêu tiền ấy, bà già đầu tư cho mình cũng nhiều. Đầu tư là đi giàn trải, cái cách quản lý của mình lại không tốt. Đấy là tôi nói về vấn đề nông nghiệp trước. Thì tại sao tôi lại thành công ở nông nghiệp? Tức là nói vào thành công thì cũng chưa biết thành công hay không. Nhưng đại ý là thu nhập nó đấy, tôi bảo rồi 100 triệu. Tầm 100 triệu là con thủy nó thòm thèm. Tại ý là tôi bảo như thế này này, tôi cũng không dám nói đến mọi người. Thế như cái Thoa nó bảo là anh em thấy ở trên trang của anh bán hàng cũng tốt cơ mà. Tôi bảo so sánh gì với chúng mày. Ngày xưa cái trang này nó hoạt động, cái trang Facebook này hoạt động tốt, 300 triệu, 400 triệu tiền lãi một tháng. Có con thằng Quỳnh Nát cái kia nó bảo là tao góp cho mày 200 triệu vốn để tao lấy 50% cổ phần. Tao bảo dở hơi à. Nhưng mà đến bây giờ khi nó không ấy thì ai góp vốn vào cái trang này. Bản thân mình thì nói chung là thu nhập nó không đặt là vấn đề nặng. Chứ còn vấn đề nặng, nếu mà thu nhập mà nặng không chỉ tập trung bán hàng thì tôi sẽ nịnh các ông hơn cả lịnh vong. Nhưng mà mình thực ra một là mình phục vụ không hết, mấy cái tính của mình nó thế. Còn đầu ý đầu tiên tôi nói với các bạn là như thế này này, tại sao tôi thành công ở nông nghiệp. Nói chung là đấy, ngắn gọn là có thể thành công hoặc tùy theo cái sự phán đoán của mọi người. Thì tôi chỉ bảo như thế này này, nếu mà đấy thì nó mới bảo các cô mới cậu lọ đi taxi đến vườn, hôm ấy tôi không có nhà. Thì một lúc sau thì lúc tôi về thì ông có bo ông bảo là cậu mới gì mày đi tham quan hết các cái vườn này này. Bảo lương con cái thủy đang 7 triệu, chuẩn bị lên 10 triệu đến nơi rồi. Lại nghe thằng Tuân về bán mấy cây vớ vẩn. Tức là người ta bao giờ cái quan niệm của các bạn khi các bạn nhìn thấy ai nông dân,
hoặc nhìn thấy ai bán hàng cây cối với các thứ, các bạn bảo mẹ bẩn tay với thế nọ thế kia, kiếm làm sao được. Các bạn ngồi điều hòa sướng, xong rồi mặc váy mặc viếc đi thế nọ thế kia, nhưng mà thu nhập của các bạn 7 triệu trừ xăng xe trừ điện thoại kéo chỉ còn có 3 triệu hoặc 4 triệu. Con cái Thủy cũng vậy, lương em chuẩn bị lên 10 triệu rồi, từ 7 triệu lên 10 triệu về này bán mấy cái cây vớ vẩn. Cách đây khi mà ni dị thì nó bảo là em chuẩn bị làm công ty. Các cái bạn ở trong Nam là thường là lấy hàng sỉ thì năm nay là niệm rồi, chắc là niệm rồi, cho nên không bán được. Mình bảo là nếu mà về đây thì anh trả, tức là làm cho tao thì tao trả cho mày 20 triệu một tháng, đỡ phải đi làm công ty. Về sau đến bây giờ là nó lại còn định trả lương cho mình. Anh cứ như ngồi nhà anh cắt video mấy các thứ linh tinh thì là em trả anh 1 triệu một ngày. Nhưng cuối cùng mình toàn bỏ tiền túi mình ra mua thức ăn, trả thêm 1 triệu của nó đâu. Đấy, đại ý là các bạn thường là nếu mà các bạn học đại học ra hoặc các bạn như thế nọ thế kia, thường là các bạn bảo là nông nghiệp, bán mấy cái cây vớ vẩn, kiếm tiền gì, sống qua ngày. Các bạn hình dung chưa? Tức là các bạn có một tí chút võ nghệ. Thường là các bạn giỏi lên thì người ta sẽ đầu tư hết vào nông nghiệp, như ông Đoàn Nguyên Vũ, ông thế nọ thế kia, người ta đầu tư vào nông nghiệp, người ta không nghĩ thế nọ thế kia đâu. Thì lúc khi các bạn này bảo ôi giời ơi, phải mở trang trại bò, phải bao nhiêu nghìn hecta mới kiếm được. Chứ còn bán mấy cái con bò thế nọ thế kia, bán mấy cân bò, xong rồi nai chim cây cối thì kiếm cái gì. Đấy, tức là nó là cái kẽ hở. Xong rồi đến cái lúc mà tức là các bạn mà có kiểu lửa ông lửa thằng, tức là có bằng đại học hoặc học khá hoặc thế nọ thế kia, thì thường là đánh giá cái nông nghiệp này nó quá là vớ vẩn, chân nấm tay bùn, trời nắng trời mưa kiếm gì, bằng tao đi kiếm 7 triệu ngồi phòng lạnh mới đi taxi, à đi kiểu đi mặc vest với cả mặc váy ngắn với cả đi giày cao gót đây, mẹ đi làm nông nghiệp này chân nấm tay bùn, xong rồi thế nọ thế kia. Nhưng các bạn đấy là các bạn nhận định sai. Ngày xưa bà già tôi bảo mẹ bán mấy cái cây vớ vẩn thu nhập 100-200 triệu, có tiền thuê đất cho nhà nó cả bỏ cả họ nó làm, nhưng không phải ai cũng làm được. Đấy là tôi nói thật ra kinh nghiệm của tôi để cho các bạn áp dụng cho các cái việc lựa chọn ngành nghề, lựa chọn ngành hàng. Còn cái phần tử, tức là cái những cái người sản xuất ấy, thì ở mình thì những cái năm 7 năm trước hoặc 10 năm trước tôi vào thì các bà ấy không biết dùng thẻ ngân hàng, các bạn ấy không có tài khoản ngân hàng. Đến cái thế hệ tức là hơn tôi khoảng 1-2 tuổi thôi, chứ không phải các cụ, không phải các bà, thì người nông dân, người sản xuất người ta không có tài khoản ngân hàng. Người ta yêu cầu các bạn phải đến tận vườn. Như cái bà cô ấy, tôi bảo rồi, tôi cho bà, cho khách số điện thoại của bà. Khách ở trong Nam bảo cho cháu 100-200 quất để về cháu bán thế nọ. Bà bảo mày thích thì về tận vườn. Tao không có Zalo, Zaliếc gì cả, tao không có chụp ảnh, chụp biết điện thoại tao đen trắng cái này, tao chụp cái gì. May mà tao còn không mang cái điện thoại bàn mà to tổ bố tao gọi điện cho mày đấy. Tao bây giờ có điện thoại nhưng điện thoại tao đen trắng. Có những ông thì dùng điện thoại chụp hình, nhưng thường là người ta lướt TikTok với cả lướt Facebook, chứ người ta không tập trung vào việc bán hàng. Cho nên cái thế hệ mà như con cháu bây giờ mà đi học đại học rồi học lọ học kia, rồi cũng tách rời ra nông nghiệp. Nông nghiệp lại chia ra đến tận bây giờ. Cái thời tôi vào thì nó có một cái kẽ hở rất lớn giữa người đi buôn và cái người sản xuất. Người sản xuất thì chỉ biết bán tại vườn. Và bán tại vườn thì cái thằng hàng xóm nó cũng sản xuất ớt, ông cũng sản xuất ớt thì ông bán đi đâu? Ông bán cho ai? Và những người khác thì người ta mua ớt phải tầm ví dụ như chanh đào chẳng hạn. Các bạn ở Bà Rịa, các bạn ở Buôn Ma Thuột, các bạn ấy phải mua 50.000 một cây chanh đào bé tí như này. Ở tôi sản xuất nó có 3.000, bán cho ai được cái giá 4.000, trong khi thằng hàng xóm nó cũng đầy chanh đào. Đấy, cái thời đầu tiên là bán cây ăn quả thì hiểu rõ nhất. Các bạn Buôn Ma Thuột Đắk Lắk mình bảo là đợt đi nào mình bán cái mẹ nào mình đăng theo các bạn ở trên nông nghiệp. Trên nông nghiệp người ta bán 12.000, mình bán 12.000, trong khi lấy cái chanh đào có 3.000, 4.000 thì mình bán 12.000. Ui dồi ôi, mình cứ tưởng là đắt, mình sợ đắt. Tại vì các bạn ở trên nông nghiệp người ta cũng bán 12.000, mình sợ đắt cực kỳ luôn ấy. Mình bảo mẹ bán lấy 3.000 bán 12.000 này là nãi cao quá. Tại vì mình bán lẻ không? Nãi cao quá, nãi thế này nãi cao. Ôi cảm ơn anh nhá, cây này ở đây của em, cây của anh to thế nhỉ. Cây của này mà về ở Buôn Ma Thuột người ta toàn bán 50.000. Tức là nó lấy ở Hưng Yên hoặc lấy ở các vùng sản xuất này có 3.000, 4.000, nó vào trong Buôn Ma Thuột bán 50.000. Các loại sản vật về nông nghiệp cũng thế. Nó làm một kẽ hở rất lớn để cho các người trí thức lao vào buôn bán qua mạng. Nhưng tại sao các bạn lại chọn vào mỹ phẩm? Mỹ phẩm trong khi là vì là như thế này này, nó không phải chân nấm tay bùn, ở nhà các bạn cũng livestream được, luôn luôn có sóng có wifi đầy phè, một mình bạn livestream 4-5 máy, nhiều máy, rất nhiều máy. Nhưng cái môi trường ấy, nó cạnh tranh rất ác liệt. Nó là sản phẩm không thể thiếu nhưng rất nhiều người có thể làm được. Nhưng nông nghiệp này cần người làm, nhưng các ông có chịu làm đâu. Còn cái người sản xuất ra thì giá luôn luôn ứ động cung ở địa phương, giá rẻ ở địa phương. Tại vì thằng hàng xóm cũng làm chanh đào, thằng hàng xóm cũng làm mộc, thằng hàng xóm cũng làm quất. Tôi bán thật, tôi nói thật, tôi bán 300.000 một cây quất là rẻ đấy.
Tại vì là ví dụ như người ta bán cho tôi 250 tôi bán 300.000 là rẻ. Tại vì đầu tiên những bạn nớ ngớ ở ở Thanh Hóa, Nghệ An người ta phải mua 450 cái cây như thế. Các bạn cứ đánh giá là nông nghiệp nó thu nhập nó thấp. Nhưng nó là kẽ hở rất lớn mà cái thời điểm mình lao vào đấy, tôi nói thật. Như Ngân Thủy nó bảo là làm mấy cái cây bán mấy cái cây vơ vẩn. Nhưng mà đại ý khi tôi vào tôi nhìn tôi biết. Mẹ chanh đào ở trong Buôn Ma Thuột người ta mua 50.000 một cây, ở đây có 3-4.000 thôi. Ở trên nông nghiệp là người ta lấy về người ta bán lẻ 12.000. Đấy thì mình cũng bảo là ừ thế bán 12.000, nhưng mà mình lúc nào trong tâm cũng run run. Tại vì đấy lãi gấp mấy lần. Các bạn làm được cái gì mà lãi gấp 3 gấp 4 lần. Nói chung là với cái giá lẻ với giá số lượng thì thực ra là mới vào thì các bạn sẽ thấy như thế. Tức là nông nghiệp nó có một kẽ hở rất lớn. Giá kẽ hở rất lớn. Còn vấn đề là mình lựa chọn cái ý, tại vì những cái thằng mà nó tốt nghiệp đại học hay là nó có bằng đại học hay thế nọ thế kia thì thường là nó đánh giá nông nghiệp là một cái nó rất là vớ vẩn. Chân tay chân nấm tay bùn, cái kiếm có 3 triệu một tháng hay thế nọ thế kia, nhưng vào thì mới biết được. Kiếm nhiều, nhưng mà trừ khi là còn bây giờ như thế này, nếu các bạn muốn bán cái gì đầu tiên là các bạn phải tìm được nguồn hàng. Nguồn hàng giá nó rẻ và cái bạn chọn cái ngành hàng của bạn, ngành bán. Chứ còn cho tôi mỹ phẩm thì tôi cũng phải mất tầm 1 tháng hay 2 tháng thì tôi mới bán được mỹ phẩm. Và bán thì thực ra là ban đầu tôi cũng chỉ quay là mỹ phẩm này nó tốt như nào, tôi đã dùng 1-2 tháng như thế này, tốt như thế này. Tức mình bán cái gì mình phải hiểu về nó tốt thật thì mình mới giới thiệu ra thị trường. Chứ không phải là bố chưa dùng, bố cứ quăng bom, bố ném bom cho tứ lung tung. Tức là tôi vẫn bảo với mọi người đấy là một người kinh doanh hoặc một người làm có tâm, mình phải hiểu về sản phẩm của mình. Mình thấy nó tốt, mình mới giới thiệu ra bên ngoài. Còn đôi khi với những cái cây mà nói thật ra với những cây tôi không biết thì tôi không bán. Như Nan đấy, tôi có bán đâu. Mọc cả một năm trời tôi thấy cái giá nó cứ tăng, tôi không dám bán. Bán tôi sợ là mang cái rủi ro giao cho người khác. Xong rồi mai sau lại thành ra là gian thương với thế nọ thế kia. Thì tôi mới bảo tất cả các bạn nếu muốn chọn ngành hàng để bán, để kinh doanh, bạn phải hiểu về sản phẩm của mình. Bạn hiểu cái thị trường nó như thế nào, bạn đã dùng sản phẩm ý và bạn thấy tốt hay không. Cây mộc hương tôi nói thật tôi không ngáy náy với mọi người. Tại tôi nói luôn, ví dụ như cây 300 này, các ông trồng đi sau khoảng 2 năm, 3 năm sẽ như cây trên chậu của tôi. Hiện tại bây giờ đang 8 triệu. Các bạn trồng 3 năm, 4 năm, từ cây 300.000 lên cây 8 triệu. Nhưng mà nhiều ông thì nói thật ra tôi phải nói luôn là các ông đừng mơ tưởng. Nếu mà có điều gì xảy ra trong 4 năm thì các ông chỉ hy vọng bán cây trên chậu của tôi đang 8 triệu chỉ bán được 2 triệu. Trồng từ cây 300.000 lên mai sau bán được 2 triệu. Thế là các ông đã có lãi rồi. Đừng có mơ tưởng là mai sau nó sốt suy xiếc các thứ, biết đâu mai sau nó lên 20 triệu thì các ông đã càng mừng. Trồng 4 năm sau mà bây giờ cây 8 triệu mà mai sau càng sốt thì nó lên 20 triệu đấy là mừng cho các ông. Nhưng các ông phải đề phòng rủi ro là mai sau chỉ bán được 2 triệu thôi. Thì là từ 300.000 sau 4 năm nó đành ra 2 triệu. Nhưng ngoài ra thì nó còn nhiều cái rủi ro khác mà mình cũng không thể ấy được. Làm gì có ai làm cái gì mà nó chắc 100% đâu. Chắc 100% thì đi mẹ vay ngân hàng mà làm hết đi. Cả họ làm đi. Cái gì nó có rủi ro, nhưng đại ý chúng ta làm như thế. Đại ý là cây trên chậu của tôi là sau khi cây 300.000 này trồng khoảng 4 năm. 400 thì nó, 4 năm thì nó được như thế. Nhưng mà đại ý là các bạn cũng phải chờ cái có một cái kẽ hở để các bạn tìm đường lui cho mình. Còn làm thì cứ làm thôi. Còn cái việc mà như thế này này, các bạn làm cái gì cũng thế, nếu các bạn mà bán được hàng thì các bạn sẽ được cái giá rẻ. Tức là các bạn muốn lấy được hàng giá rẻ thì các bạn phải lấy nhiều và lấy thường xuyên, các bạn sẽ được giá rẻ nhất. Cái thứ hai nữa là cái giá rẻ nhất rồi thì các bạn phải tiết kiệm cái chi phí. Nhiều ông bảo là sao không thuê người quay phim, sao không thuê người cầm điện thoại mới thế nọ thế kia. Nhưng cái nông nghiệp này nói thật ra là bán thì cũng bán có lãi đấy, nhưng mà thuê người vào xong rồi nó bao nhiêu thứ ở bên trong cơ. Không khác gì mình đào tạo nhân viên xong mai sau nó lại cạnh tranh trực tiếp với mình. Với cái thứ hai nữa là nó chưa quá tải đến cái mức ý. Nếu bây giờ mà quá tải mà tôi làm cái chuyên mục ship code sinh kiếp nữa thì tôi sẽ phải thuê nhân viên thật nhiều. Nhưng mà đại ý bây giờ là một mình xong rồi làm kiểu đá đưa như này thì nói chung thu nhập thì nó cũng cao, nhưng mà để mà thuê nhân viên thì nó trong cái nhân viên nó còn nhiều, rất nhiều cái rủi ro. Cái nữa là ví dụ như là mình tìm được một ai đấy nó người ta có cái cùng cái sức cống hiến như mình, chứ mai sau nó mang tính chộp giật rồi cuối cùng mang tiếng cả mình ra. Bây giờ xã hội nó nhốn nháo như vậy, các ông tìm được một người bán hàng mà người ta có tâm thì giống như kiểu mình thế, tìm được một người nào đồng hành cùng mình, vừa đào tạo người ta mai sau ví dụ như anh em dựa dẫm nhau để cùng đi. Chứ còn không phải thuê một thằng dốt quá, nó chỉ có tập trung nó bán hàng cho mình, xong rồi nó chốt đơn cho mình, xong rồi nó không nghĩ cái gì, nó không nghĩ phản mình, nó tách ra nó làm riêng, xong rồi nó cạnh tranh với mình. Nó nhiều thứ lắm ở trong nông nghiệp hoặc là ở trong kinh doanh, nó nhiều thứ lắm, chứ không phải muốn là được. Thường là các bạn chưa thuê được ai thì các bạn nghĩ là cứ có tiền là thuê được. Nhưng thuê người ta để làm gì và nó lâu dài hay không?
tìm người cùng đồng hành với mình hay là tìm người mai sau nó thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp với mình, nó đá xấu, nó chia rẽ, nó thế nọ thế kia. Nếu các bạn không thuê còn được, còn kiếm được ăn. Các bạn thuê được rồi mai sau nó mất mẹ nó hết. Đấy đại ý là như thế. Nó bảo tao tôi đang bịp kia toàn bịp thôi. Bỏ ra 8 triệu để mua, thực ra là tôi định giá như thế. Còn nếu mà bây giờ mà bảo tôi bán tôi chỉ có 8 triệu tôi mới bán. Đấy cái giá nó như thế này. Nhưng bây giờ mà bảo tôi 6 triệu, ông nào trả tôi 6 triệu tôi không bán. Các ông hiểu chưa? Còn các ông tìm ở đâu mua cây 6 triệu thì cứ mua. Tôi bây giờ mà tôi tìm cây ý là 6 triệu là tôi mua. 6 triệu nếu mà cây như thế là tôi mua. Nhưng bây giờ tiếc là nó không có. Tại vì nếu mà có một cây mà 6 triệu thì tôi có thể tôi mua được. Nhưng mà mua nhiều thì tôi chỉ trả 3 triệu thôi. Các bạn mua lẻ thì thường như thế. Còn bản thân các bạn thì thường là như thế. Các bạn bảo là cây DDI bỏ ra 6 triệu, à 8 triệu để mua chưa thì nói thật ra là bây giờ nếu mà có người trả 8 triệu là mất. Nhưng mà đại ý mà bây giờ mà ông nào giả tôi 6 triệu là tôi không bán. Ông cứ thử giả tôi 6 triệu là tôi không bán. Đúng 8 triệu tôi mới bán. Đấy cái giá của cây các ông cứ hay yêu cầu tôi định giá cây. Định làm sao được? Tôi định giá thì rất là rẻ. Nhưng các bạn không thấy cái giá hợp lý thì các bạn không bán. Định làm sao được? Các ông hay gửi ảnh cho tôi xong rồi bảo là anh định giá cho em cây này để em mua. Tôi bảo định làm sao được? Tôi bây giờ tôi định giá rất là rẻ thì cái người bán người ta không bán. Tôi các ông kia ông bảo thế ai đã ai bỏ 8 triệu để mua chưa? Bây giờ không giả 8 triệu thì tôi không bán. Giả 6 triệu thì tôi không bán. Đại ý như thế. Còn các ông mua được ở đâu mà cái cây ý mà 6 triệu hay 4 triệu thì các ông cứ mua. Tôi đã bảo ở trên TikTok, mấy Facebook, mấy YouTube, mấy Zalo đầy người tốt hơn tôi. Các ông mua được thì càng mừng. Tôi nói thật tôi chỉ quảng bá thôi chứ tôi cũng không bán hàng. Mà không được 8 triệu thì tôi cứ để nguyên đấy. Mai sau năm sau nó lên 20 hoặc 30. Thằng bạn tôi nó vừa rồi mất cây kia 18 triệu. Vanh nó cũng 18, 20. 8 nó to hơn. Và bây giờ tôi đang kéo 8. Ngày xưa ông nào ông xem thì ông bảo là cây này của ông không phù hợp với chậu. Chậu của ông to quá. Nhưng đây bây giờ nó mới ở dưới đất lên xong rồi 8 nó chưa có. Cứ thử năm sau tôi chụp ảnh cho các ông xem. Xem đấy là cái mối ăn thế cho tôi bảo là tôi cứ định giá 8 triệu đấy. Ai mua thì mua nhưng mà đến khi 8 nó dày tôi không bán 8 triệu nữa. 2-3 tháng nữa đến hè 8 nó dày tôi không bán 8 triệu nữa. Tôi phải 12 cơ. Còn đại ý tôi trong giới tôi không định được giá cây nó như thế nào. Tôi có muốn bán đắt đâu. Nhưng mà có mỗi một cây để tôi chơi mẹ bán rẻ cũng không được. Mà cây phải bây giờ phải 8 triệu. Không có chậu. Còn đại ý các bạn cứ hay gửi ảnh xong bảo tôi định giá làm sao được. Tôi định giá thì rẻ. Người ta không bán thì làm sao nó ra được cái giá. Cái giá làm sao mà phù hợp giữa người bán và người mua xảy ra giao dịch thì nó mới là cái giá chuẩn của cái núc ý với cái cây ý. Chứ đôi khi cái cây ý giá ý nhưng cây khác lại giá khác. Nó cây nó lại khác chứ nó không như quần áo xay ép. Ông kia bảo là thế đã ai trả 8 triệu chưa? Trả 8 triệu thì có lẽ là tôi bán. Nhưng mà trả 6 triệu thì tôi không bán. Tôi không bán tôi để đấy để năm sau nó lên giá. Tại bây giờ nó cây ý nó kém mỗi là kém 8. Kém 8 tại vì vít ở dưới ruộng. Xong rồi nó lại bị bằng Đài Loan nó che. Tôi cứ đợi với vanh ở dưới 21 đấy, vanh thân khoảng 17, 18 đấy, 18 đấy. Thoát thân 75, 78 đấy. 8 bây giờ nó chưa có 8 thôi. Còn đại ý trong nông nghiệp nó là vấn đề ý. Còn bây giờ tôi sẽ nói cho mọi người là đấy cái quá trình mà tôi làm nông nghiệp như thế. Nó có kẽ hở rất lớn giữa ngày sản xuất và người có tí đầu óc. Người ta làm thương mại. Chứ còn đôi khi chúng nó có tí chất xám vào, có tí cổ cồn vào. Là chúng nó nao vào bất động sản mới vào tài chính, vào chứng khoán, về thế nọ thế kia. Nó đánh giá là nó bảo các cái bọn bán cây bán kia là thu nhập thấp. Tôi xin lỗi là tất cả nhiều người bán hàng online mà về cây cối về nông nghiệp nó kiếm bẫm. Không có thu nhập 5 triệu 7 triệu như các bạn nghĩ đâu. Các bạn chỉ biết là khi các bạn làm cái gì thu nhập của các bạn về chuyên ngành cái gì đấy, các bạn biết về cái lĩnh vực cái thôi. Chứ các bạn không biết những người khác người ta làm thì thế nào để giàu đâu, người ta làm cái gì để giàu đâu. Tôi biết thằng cu em tôi nó không chuyên về nhưng nó chạy quảng cáo nó bán các cái hàng quầy xe máy với các thứ nó bán cho toàn bọn tin lớp 10, lớp 11 nó kiếm bẫm. Mấy chục triệu, trăm triệu một tháng trừ chứ các chi phí nó cũng phải thế. Ngày nó là 200 đơn hàng. Đại ý cho các bạn biết là như thế. Còn cái vấn đề mà tôi bảo thật là cái việc nó làm thì có thể nó chạy quảng cáo bằng cái package này. Sau đấy nó ship code xong rồi nó thu tiền. Sau khoảng 2-3 tháng mà có xảy ra chuyện gì mà phát nó lại lập một trang khác. Chứ nó không theo cái cách của mình. Mình làm là trường kỳ kháng chiến. Bây giờ năm nay, năm sau nữa các bạn, ông không mua của tôi. Nhưng có một thời điểm nào đấy khi các ông có tiền rồi, các ông mua cái gì đấy. Thấy thằng này nó bán một cái loại gì đấy mà mình cũng ưng. Đấy gọi là ưng cái bụng đấy. Thì các bạn sẽ mua của tôi tại vì theo dõi thằng này hoặc là xem thằng này đã biết nó từ lâu rồi.
đấy, hiện tại bây giờ nó chưa đi tù mà mình thấy nó ở đây là thằng là tức là thằng này nó cũng chưa, mà số điện thoại của nó bao nhiêu năm rồi, từ cái ngày nó biết nó, thì là đấy, tức là tôi xây dựng một cái vấn đề nó như thế, chứ không phải là xây dựng một cái ghét xong chạy quảng cáo xong 2 3 tháng 3 4 tháng sau là sập, làm một cái ghét khác. Cái quá trình như thế nói chung là nó theo cái kiểu ăn sổ, tôi bảo thật. Còn các bạn bảo là tôi bán mỹ phẩm thì thực ra tôi bán được nhưng không phải hiện tại. Nếu tôi bán thì tôi phải chuẩn bị một cái việc mài dao, mài dao giống như kiểu câu nói mà tôi cũng hay nói đấy. Người ta bảo là ông ấy là ông ấy là ông không không phải thủ tướng. Ông ấy là cái gì mà Mỹ nhỉ? Ông như kiểu là cái gì chung nhỉ? Tổng 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 thống Mỹ. Có một ông cựu tổng thống Mỹ là không phải Trump đâu, ông nâu rồi, ông bảo nếu mà cho các bạn 5 tiếng để bạn đốn một cái cây thì là như người bình thường khác là cứ thế mà đốn thôi, cứ 5 tiếng đốn cái cây, nhưng ông sẽ bỏ 4 tiếng để ông mài rìu, 1 tiếng để ông ấy chặt cây thôi. Còn Tư Mã Ý có nói một câu là ta chỉ dùng một lần để bắn tên, nhưng đại ý là 15 năm ta đã tập bắn rồi. Cái đại ý nó là như vậy. Đối với các bạn khác thì các bạn có một sản phẩm hay các bạn muốn làm cái gì các bạn là làm luôn. Nhưng mà bình thường là các bạn không, như tôi là tôi không làm luôn như thế. Tôi phải suy nghĩ một thời gian xong rồi từ những cái đơn giản phức tạp, từ những cái từ xa xong mình mới đến. Chứ còn đôi khi các bạn thấy tôi live stream như này thì các bạn lại bảo là bán tập trung bán cây đi, đi đi cây mộc kia bao nhiêu tiền. Các bạn cứ thử tập trung mà xem, các bạn không bán được đâu mà. Còn cái giai đoạn mà 4.0 như này, cái thời công nghệ như này này, nó khó nhất là lấy được niềm tin của khách hàng. Không có gì khó bằng lấy niềm tin khách hàng. Đấy là chia sẻ thật. Không phải mình làm thầy hay là thành long hay thích cái thứ gì đâu. Không phải dạy cái đây cũng không phải là khóa học làm giàu. Mình chỉ muốn là chia sẻ thật để cho các bạn bớt cái gọi là nhìn sang trái với ghép mấy cái nhạc đế vương để bán mỹ phẩm. Mà nếu mà các bạn bán một sản phẩm gì đấy, làm sao thuyết phục được khách và có niềm tin từ khách hàng. Niềm tin thì có nói chung là có thể là nhiều cái, nhưng người ta đến với các bạn niềm tin từ cái gì thì người ta thường là người ta sẽ tập trung vào cái gì. Bạn diễn hài thì người ta chỉ vào hài người ta xem thôi, bạn kéo lượt follow lượt theo dõi của bạn các bạn rất là nhiều, nhưng đến khi các bạn chỉ cần hở ra bán giày ở phát nào các bạn người ta cũng ít mua, không mua. Người theo dõi người ta có thể người ta mua nhưng người ta lại không mua. Cho nên ví dụ như là thằng Thông Soái Ca mà nó có bán cái gì đấy, ví dụ như là thuốc lá hay là nước hoa hay các thứ thì ít ít người ta có mua đâu, người ta theo dõi vì mấy cái diễn hài vớ vẩn thôi. Nhưng mà chủ yếu mình như thế, tức là mình làm mình hiểu rõ, mình chia sẻ về nông nghiệp thì người ta sẽ tin, mình chia sẻ về mộc hương thì thằng này nó có kiến thức về mộc hương, nó muốn tốt cho mình và nó hiểu rõ như thế, mình xem có đúng hay không, đúng thì là thằng này nó ấy thì là mình mua. Thì đôi khi các bạn diễn hài xong bạn dẫn người ta về cái vấn đề mỹ phẩm, tôi nghĩ nó không hiệu quả. Đấy là cá nhân tôi, đấy là cái giải pháp mà các bạn bí bách lắm, các bạn mấy trò làm cái trò ấy, mà cũng nhiều bạn làm như thế, bạn ấy diễn hài xong rồi đến cuối video hay các bạn lồng ghép một cách gọi là bán mỹ phẩm ở trong cái video hài của bạn ấy, cảm giác là các bạn thấy thế là thành công, nhưng mà theo tôi là nó không hiệu quả, nó không gắn bó với thiết thực. Thay vì như thế, cái ví dụ các bạn bán nước hoa bán mỹ phẩm chẳng hạn, bạn sùng thử đi đã. Đấy là tôi nói thật về cái chia sẻ về cái vấn đề nước hoa nhá, còn tôi cũng không chuyên về nước hoa đâu. Bạn dùng thử cái loại nào có tác dụng hay không, ví dụ công dụng của nó là giảm béo hay là nó tắm trắng hay nó thế nọ, cái bạn đã dùng thử chưa, nó có trắng thật hay không và có tác dụng kích ứng hoa da hay thế nọ thế kia không. Từ những video chia sẻ như thế làm trường kỳ 1 tháng 2 tháng, các bạn đừng đừng có hy vọng là làm một cái video hai cái video đo lường được được phản ánh của cộng đồng, 1 2 video đầu trái xem đâu, làm trường kỳ 1 tháng 2 tháng 3 tháng thậm chí 1 năm 2 năm. Tôi nói thật, đấy đấy là những cái mà tôi chia sẻ với các bạn là về bán mỹ phẩm. Còn nếu mà bán mỹ phẩm là tôi không làm. Tôi nói thật, tại vì thứ nhất là mình cũng mẹ bảo là thằng đầu tóc như này, mặt mũi như thế này, nhiều ông còn bảo chắc thằng này phải tầm tuần rồi chưa tắm, thì bán làm sao được mỹ phẩm? Tôi phải có niềm đam mê với nó. Các bạn thực ra các bạn bán mỹ phẩm có lẽ các bạn cũng chả đam mê, nghĩ nó là kiếm tiền nhiều, hoặc tự nhiên cái thằng bỏ mẹ nào nó cho các bạn làm chi nhánh xong rồi qua nghĩ nó chiết khấu chiết kiếc gì đấy là vật nào vào thì theo như kiểu là nó giao quả bom cho các bạn ôm bom xong rồi các bạn bây giờ đi tung bom cho những thằng khác, gọi là giao rủi ro cho những người khác. Nhưng mà khi các bạn thấy là bạn yêu thích nó, ví dụ như tôi chẳng hạn, nhưng mà tổ sư nó chẳng nhẽ bây giờ mình này đi bán kinh kệ với cả bán khổng sách khổng tử với khách não tử sách não tử, mình chả có đam mê với gì. Bây giờ mà mình hút thuốc lá hoặc uống sờ tinh hoặc là uống cà phê G7, nhưng chẳng nhẽ mình đi bán gì,
bạn phải yêu thích cái sản phẩm ý, bạn hay dùng cái sản phẩm ý, bạn thấy cái loại này nó tốt, bạn mới giới thiệu cho người khác chứ. Chứ đôi khi là các bạn bán mỹ phẩm thật nhưng mà khéo nó là nghiệp ấy, chứ còn bạn cũng không thích nó. Tức là tôi bảo rồi, ví dụ như bạn hiểu về sản phẩm, bạn trải nghiệm rồi, thấy nó tốt, nó phục vụ cho tha nhân. Bạn thuốc này nó giảm béo thật, thì là bạn uống thử nó giảm béo hay chưa. Đấy, do cho một hai người nhà người ta uống đã giảm béo hay chưa. Thì thấy sản phẩm ấy tốt, bạn review về nó và nói thật nha. Bây giờ cái xã hội này nó thiếu mỗi niềm tin rồi. Cái cách tôi làm cũng vậy, cách tôi làm nó không có màu mè, nó không hoa mỹ. Mẹ mặt thì từ sáng còn đã rửa đâu, như các bạn khác phải đánh phấn môi son, phải lộng lẫy, phải trang hoàng mới nên video ăn mặc vét xong thế nọ thế kia. Mình đây mặt mũi còn sáng còn chưa thèm rửa, răng còn chưa thèm đánh, tí nữa tắm thì mới đánh răng một thể, chỉ đánh một lần khi tắm thôi. Tắm thì toàn tắm đêm lúc một gần một giờ, tí nữa tắm xong mới ôm con ngủ. Nếu đại ý tôi nói như thế không biết ông nào có phản biện hay không, xong rồi lại bảo là mẹ thằng này cháo chẹt nghiện ấy, cứ nên là làm bố đời. Nhưng mà việc mình chia sẻ thì mình vẫn chia sẻ dành cho những ông nào mà muốn tìm hiểu, cứ thử áp dụng, nếu mà đúng thì là lúc ý mình mới thấy là thế là mình có đóng góp cho xã hội. Chứ còn nghe theo kiểu nước trổ chảy lá khoai ấy thì chả có tác dụng gì. Tôi nói thật, đấy là những gì tôi trải qua. Tức là các bạn phải sử dụng sản phẩm, thấy nó hay, giúp cho ích cho tha nhân, các bạn chia sẻ và review trực tiếp, chứ không phải diễn hài ngoáy, xong rồi chèn vào đây tôi đang bán cái này, không có tác dụng. Tại vì người theo dõi các bạn từ những cái ngoáy này thì toàn bọn 12, 13, nó 10, nó 11 nó vào nó theo dõi, thì tiền đâu ra nó mua mỹ phẩm. Đôi khi là cái lượng chuyển hóa từ cái người theo dõi sang bạn nó rất ít. Đối với cái trang này hoặc trang TikTok này, những cái người theo dõi mình hầu như là người ta biết về mọc hoặc biết về cây cối. Đôi khi có những ông là mẹ nghe thằng này nó nói chán thì mình cũng thích trồng cây đấy, cũng thích mọc, thích biết các thứ. Tôi chỉ bảo là bây giờ chúng ta quá nhiều cái nhìn sang trái với cả thông xoáy ca các cái thứ rồi. Các bạn thấy cái sản phẩm nó tốt, các bạn chia sẻ thật. Mọc cũng vậy. Tôi thấy ví dụ như đây là cơ hội để các ông trồng cây 300.000, sau 4 năm nó thành cây tôi đang trồng trên chậu, bây giờ tôi đang đòi 8 triệu. Còn tùy theo các ông hiểu biết về mộc hương thì các ông hãng trồng. Đừng mua cái gì chỉ vì nó tăng giá. Các ông cứ đi tham khảo kỹ đi, là xem cây vanh 21 mà vanh thân 18, thoát thân 7 mấy, nó giá hiện tại bây giờ như thế nào, chứ nghe gì cái thằng cháo chẹt góp nhặt cát đá. Các ông cứ đi tham khảo tất đi, xem bây giờ cái cây này như nó bảo là trồng từ cái cây 300.000 lên 4 năm, mình trồng có được 4 năm có được như thế không. Lấy cái ảnh mà hỏi những ông trồng mộc. Đôi khi tôi trong giới tôi nói như thế nhưng các ông không tin. Ông kia ông còn vặc lại luôn, ông bảo thế đã ai bỏ 8 triệu ra để trả mày chưa. Tôi bảo đây là tôi cũng chưa gặp được khách, nên cả nói chung tôi cho lên chậu rồi. Tôi cứ bảo 8 triệu đây, khách bảo chụp ảnh mới đo cây. Tôi bảo chờ mẹ tháng này rồi tôi còn chưa chụp ảnh gửi khách cơ. Tại vì tôi có nặng nề cái việc bán hàng đâu. Tôi nói thật, nhiều ông cứ bảo là quay cây trên chậu mới cả đo vanh đo viếc đi, tôi có đo đâu. Tại vì tôi có muốn bán đâu, bán tôi đéo giữ được đồng nào, con cái thủy nó lại lấy hết. Cho nên bây giờ kệ bà nó, cho nó bán rồi nó lấy tiền. Đôi bây giờ tôi phải chia sẻ thôi, chứ còn tôi bán bây giờ nó vạc hết, nó đòi hết rồi, nó lấy hết. Còn mỗi cái lịt thôi. Cho nên bây giờ đang có một cây chơi tự nhiên bán cho các ông, xong rồi mẹ nó cứ thấy tiền phát nó bán hết cây của mình. Có bảo là đâu ông nào trả 8 triệu chưa, nếu các ông trả 6 triệu tôi không bán. Có nhiều ông bảo đo cây đi để tôi chốt, mẹ từ hôm đến hôm nay tháng rồi tôi còn chưa đo. Tại vì tôi có bán, muốn bán đâu, bán thì chả giữ được đồng mẹ nào. Buồn cười, còn nói chung là mình nói như thế, ông nào tin thì tin, mẹ không tin thì bảo là cháo chẹt. Nhưng mà nói thật, đấy là chia sẻ thật. Mà cái thương hiệu của mình không phải là từ buổi này mình nói với các ông mới biết. Còn các ông cứ phải theo dõi nhiều. Mẹ theo dõi 3 tháng nữa xem có đi tù hay không, xem có bị bắt ở vụ nghiện hay là cố ý gây thương tích hay không, hay là vụ trộm chó trộm chiếc nào. Theo dõi đi, chán đi thì thôi. Mẹ ai đã bắt mua hàng đâu. Mẹ các ông hỏi giá tôi còn chặn các ông, chứ đừng nghĩ là muốn mua hàng mà dễ. Đau hết đầu. Mẹ bảo là đã có thằng nào mua 8 triệu chưa. Mẹ bảo mua 8 triệu bảo đo cây đi, tôi còn tháng này tôi còn chưa làm gửi ảnh cơ. Mình có ấy đâu. Các ông cứ bảo là bán hàng cây kia giá bao nhiêu nào, mình bảo là cứ liên hệ với cái thủy, nó thích thì nó đo cây trên chậu, nó bán cho các ông 8 triệu. Còn nếu không thôi, tôi không có thời gian cái đo. Đôi khi là mình bảo mẹ đang có một cây đang hy vọng năm sau nó đang nở tán, qua hè đến Tết nó lại tán nó to hơn, mình bán được giá cao hơn, mình đang nghịch. Mẹ ở chung quanh bốn cái gốc kia mấy hôm nay chôn bao nhiêu bánh trưng rồi, đang được nhiều phân như thế các ông lại bảo bán. Còn đôi khi tôi nói là các ông không tin, các ông cứ là người chơi đi, hoặc là các ông mua thử đi, hoặc lên hội mộc hương, hoặc những ông nào đang trồng mộc hương ấy, hỏi vào cây vanh ở dưới 21 nó có một hố va chạm thiên thạch, thằng góp nhặt cát đá nó gửi ảnh như thế hoặc nó quay như thế, xong nó thoát thân 7 mấy, vanh thân của nó 18, cao cây của nó 3 mét thì giá nó như thế nào.
mình nói không tin như là mình chăn gà. Mà tí nữa tôi cho các ông xem cái video mà tự gà nó vào chuồng, tôi chả phải chăn ai. Còn đôi khi các ông quý mình gọi là mua không, thằng này nó chết đói thì đấy là tôi không biết, đấy là ở tâm các ông ý. Chứ tôi không biết đâu nhá. Tôi chỉ biết là tôi cũng không đặt nặng vấn đề bán hàng, nhưng thấy cứ thấy gà vào chuồng. Nhưng mình không chăn ai cả, thật sự mình không chăn ai cả. Cứ thấy gà vào chuồng, hay đôi khi là ông ấy bảo là các ông ấy lại bảo là mẹ không mua cho thằng này, sợ thằng này nó chết đói, nó lại khản cổ, nó lại không có gì để nói. Đôi khi là tôi không biết cái tính các ông như thế nào, nhưng trong cuộc sống thì muốn bền, muốn cái tình cảm nó bền thì phải có lợi từ cả hai phía. Chứ các ông cứ nhét tiền vào mồm tôi thì cũng không bền được, nếu các ông không có những cái ích lợi của riêng cá nhân ông. Việc bán hàng cũng vậy, việc giao dịch thiệp cũng vậy, việc vợ chồng cũng vậy, quan hệ công chúng cũng vậy. Nếu mà kiếp này tôi đối tốt với cái thủy như thế, kiếp sau mà kiếp này nó vẫn cứ đứng núi nọ này trông núi nọ, thì kiếp sau tôi ở Angola nó lại đầu thai ở Nam Phi cơ. Mẹ cách xa nghìn cây số, mấy nghìn cây số, toàn đi bộ thì không bao giờ gặp nhau. Đôi khi chúng ta cứ phải như thế. Nếu mà chúng ta kiếp này chúng ta cứ đối tốt đi, nếu mà người ta không tốt với mình thì kiếp này mình ở mặt trái đất thì người ta ở tận sao Kim ấy, thì khó mà gặp nhau được. Hoặc mình đầu thai là con chuồn chuồn, nó lại đầu thai là con cú vọ, hai con nó khác nhau thì chả bao giờ gặp nhau cả. Đôi khi các bạn cứ thoải mái mà sống. Còn đôi khi là tôi cũng bảo rồi, các ông theo dõi chia sẻ đâu, mới là like hay bình luận đâu. Mình biết thì mình vẫn chia sẻ, tại vì có những người người ta đau đáu thì mình giải quyết những cái nó cụ thể cho từng người. Chứ cũng chả có mong cầu cái gì cả. Tôi thấy là trên mạng với các thứ linh tinh thì nó nhiều rác quá rồi. Thì mình thấy trong cái buổi chia sẻ này, nhiều người bảo là xem suốt ngày xong rồi thế nọ thế kia, thì mình bảo thế thì mình chia sẻ những cái vấn đề trực tiếp. Thì bạn ấy bảo là anh chia sẻ về bán hàng online 4.0. Thì thực tế là tôi bảo rồi, tôi đúc kết của tôi trong 4 thứ. Thứ nhất là tôi trải đời từ những cái năm 18-20 tuổi. Những cái năm dưới thì nói thật ra đến lớp 11-12 mình mới lấy tiền của bà già mình đi mua cái quần Âu, rồi ống vảy. Ống bình thường người ta là 20 phân hoặc mười mấy phân này. Mẹ là mình làm cho phát ống là 40. Ống với quần của mình như này này, thật đợt đấy là các ông biết là quần Âu ống vảy như nào. Tức là năm lớp 11-12 mình mới cầm tiền mình đi mua cái quần của mình, quần áo. Tức là như kiểu là cấp 3 của mình ấy, nó mình như kiểu là ở trong cung cấm ấy. Không biết tiêu tiền, xong rồi ở nhà ngoan lắm, trắng. Xong rồi lên đại học một phát là bị chúng nó chăn. Lúc ý mới gà công nghiệp mới ra ngoài thương trường. Thế là bị chúng nó chăn xong rồi cũng ngủ phản thịt, cũng thế nọ thế kia, dãi nắm dầu dầm xương. Tức là đã qua một cái thời kỳ gọi là có mỗi cái là còn nguyên tay chân, đầu tóc mấy các thứ. Không chẳng may là mất tay mất chân, mất ngón mất nghiếc như huấn. Mất chân mất tay, vào tù ra tội rồi nghiện ngập. Thì mình cũng hạnh phúc là không bị đi. Còn đánh được cờ thì nó cũng giúp cho mình cái trí tuệ của mình nó cũng nhanh nhạy hơn. Đấy, đánh được cờ nhưng không nghiện, gọi là đánh được cờ tướng. Cái nữa là cái thứ nhất là trải đời. Cái thứ hai là cũng tự cái khả năng mà tôi bảo vua của các loại kỹ năng ở cái video trước tôi nói. Vua của các loại kỹ năng là tôi cũng hấp thụ được, tức là cái khả năng tự học, tự kỳ tìm kiếm thông tin, tự chắt lọc được. Tôi cũng phải cảm ơn cái kỹ năng ý. Mà mấu chốt của vấn đề là các cô giáo là cấm tôi đi học thêm. Bây giờ cái giáo dục của mình có một cái hay. Tức là các bạn nào, đây là cái điều bí mật mà tất cả các giáo viên người ta không nói cho các bạn. Có lẽ các giáo viên đang nhồi nhét kiến thức cho các bạn một cách rất thụ động. Người ta không muốn các bạn có cái kỹ năng tự học. Và hầu như các bạn có lẽ mỗi mình nói. Nền giáo dục của mình có thế thì người ta mới thu nhập được tiền dạy, từ tiền dạy thêm. Chứ các cô giáo hay các thầy giáo, tôi không biết là mọi người có được hay không, nhưng mà tôi được học thì tất cả các thầy cô giáo không dạy mình cái kỹ năng tự học. Hoặc cũng có thể các thầy cô giáo cũng không có cái kỹ năng tự học luôn. Cho nên nên mạng mua hàng online hoặc mua hàng các thứ là không có khả năng tự tìm thông tin. Biểu hiện của cái vấn đề không có khả năng tự học, tức là đi đâu các ông cũng hỏi giá. Đấy, tôi thì tôi không như thế. Tôi muốn mua cái này nhá, tôi thấy thằng này nó live stream, bố mày vào cái trang của nó đã, xem là nó có đề giá không, xong mình mới hỏi công dụng với tác dụng của cái này nó như thế nào. Tức là mình vào cái trang của nó xem nó nói về công dụng với cả các thứ, mình tự mình đọc đã, xem nó đã ghi giá hay chưa, xong rồi mình mới gọi cho nó để mình đấy, mình tự tìm xem cái số điện thoại của này của nó gì, copy paste lên Google, cái số này là số của thằng nào, 03 bao nhiêu, copy lên đấy, thế là biết được là thằng này nó dùng Facebook gì, số điện thoại này là đổi bao nhiêu đời chủ rồi đó. Mình cái là khả năng tự học như thế. Giáo viên không dạy các bạn, hoặc cũng có thể giáo viên đéo có cái khả năng tự học ấy. Cho nên không biết dạy học sinh cái việc tự học.
Còn đôi khi giáo viên ở trên trường hoặc nền giáo dục của chúng ta không dạy các bạn cái khả năng tự học. Cho nên các bạn thấy ai quảng cáo cái gì hay hay, ờ đặt thử xem nó thế nào, hoặc quay ra gọi điện cho nó hỏi giá, quy cách cây với các thứ. Trong khi video nó nói đầy đủ rồi. Mình phải tự tìm chứ, ví dụ thấy thằng kia nó quảng cáo cái bếp ga cái gì, hoặc là cái nò vi sóng hay cái nọ cái kia, mình thích lắm. À, mình copy cái tên sản phẩm nó là gì, dán ra Google, xem là các nơi nào bán giá rẻ nhất. À, cái số điện thoại thằng này muốn mua của thằng này gì, số điện thoại mình copy cái dán Google, số điện thoại này nó dùng để đăng ký cái Facebook gì, YouTube gì, hoặc nó đã sử dụng ở những cái mục đích gì. À, thì mình tự nhiên mình đã có được mình ấy, nhưng đấy cái khả năng tự học thì tôi nói ra thì các ông đéo biết cơ. Ai dạy các ông cái vấn đề ấy? Giáo viên thì ông cũng đéo biết. Nền giáo dục của mình không dạy các bạn cái khả năng tự học, tự tìm kiếm thông tin, tự chắt lọc thông tin. Nhưng tôi bảo đấy là vua của các loại kỹ năng. Mà tôi tự trải qua và tôi tự phải làm cái điều ý từ năm lớp 10, lớp 11. Và cũng cảm ơn cô giáo với các bạn là cấm mình đi học. Sau đấy mình tự tìm vào, mình tự học. Mua sản phẩm gì mình tự biết là sản phẩm ý giá ở các nơi khác nó như thế nào. Giá đâu là rẻ nhất và mình có mua của cái chỗ rẻ nhất hay không. Nếu mà cái chỗ này rẻ nhất nhá, mình xem cái số điện thoại địa chỉ của nó có đúng hay không. Dán lên Google xem cái số điện thoại này nó hoạt động bao nhiêu năm rồi, nó có lừa đảo hay không. Tại sao dẫn đến cái trường hợp mà các bạn mua xong rồi bị mất tiền cọc? Các bạn cũng không có khả năng tìm kiếm thông tin, thấy giá rẻ là các bạn mua, bập vào gửi tiền cọc, mất hút con mẹ thằng lươn luôn. Tôi cũng bị lừa, nhưng khổ lỗi tôi bị lừa là tại vì bà chị bà bảo là thằng này nó hay đến vườn chị thế nọ kia, chị bảo lãnh được. Mình mới gửi tiền, thế là thằng Sadek, thế là mình vào đấy là thằng già nó lừa mình. Đôi khi rất nhiều trường hợp bị lừa. Nhưng mà đôi khi đấy là do mình không cẩn thận, mình quá chủ quan. Chứ không phải tôi không biết những cái kỹ năng để tôi chắt lọc xem em người có tin tưởng hay không. Và đôi khi nếu mà ở trên thông tin ở Google nó không đáng tin cậy, các bạn phải nghĩ trong đầu là nếu không đáng tin cậy mình có nên mua hay không. Nếu mua bị lừa thì làm sao, còn nếu mà không bị lừa thì làm sao, chứ không thể nó tất cả thông tin được. Thì tôi mới bảo là lúc nãy cái video kia tôi bảo là vua của các loại kỹ năng, tức là khả năng tự đọc, tự tìm kiếm thông tin, tự chắt lọc thông tin. Còn đôi khi nền giáo dục không dạy các bạn như thế. Nền giáo dục mình dạy rất thụ động, dạy cái gì là các bạn biết cái ý. Và các bạn có cái triệu chứng là người ta đăng cái gì là cứ phải hỏi giá mới thế nọ thế kia, trong khi cái câu ở trên thằng kia nó đã hỏi rồi, thằng kia nó đã trả lời rồi. Tôi bình thường bây giờ thấy thằng này nó livestream cái đôi giày này nhá, kích vào xem thằng này nó có những nội dung gì, nó cống hiến cho xã hội ra sao, số điện thoại nó ghi kia thì là nó như nào, mẫu sản phẩm của nó là gì, ở ngoài Google những chỗ nào bán rẻ hơn. Đấy, đại ý nó là như vậy, mình không dám khoe khang, nhưng đại ý là thu nhập nó đến từ cái khả năng ý đấy. Cứ thử mà xem, cứ áp dụng khoảng tầm 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần, 1 tháng, 2 tháng, 1 năm. Các bạn xem nó có khác với hiện tại của các bạn không, tôi nói thật. Chứ còn đừng có nói tôi nghiện làm gì cho nó mệt ra, cho nó mất nời. Tôi chỉ biết là có cái gì tôi đã trải qua tôi nói thật. Đấy là đầu tiên cái khả năng tự học là vua của các loại kỹ năng. Tự học, tự tìm kiếm thông tin, tự chắt lọc thông tin. Cái thứ hai là mình trải nghiệm thật, trải nghiệm đời thật. Cũng gọi là chưa đi tù thôi. Cũng ngủ phản thịt rất nhiều lần rồi. Mẹ 2 giờ sáng, 3 giờ sáng chờ xe buýt, tức là đéo có chỗ nào ngủ. Ngồi ở cái bến xe buýt ấy, mấy cái thằng nó trêu mình, nó đi đến nó bảo anh ơi giờ này không có xe buýt. Bảo bố mày biết rồi, 2 giờ sáng đến làm gì có xe buýt. Ngủ ở về bến xe buýt cho nó qua. Mẹ mấy thằng nó đi xe máy đêm, nó bảo anh ơi giờ này không có xe buýt. Bảo bố mày biết rồi, bố tìm chỗ ngủ. Đấy, tức là trải đời thì mình mới có vốn sống để mình nói được. Cái thứ ba nữa là cũng cảm ơn là cờ tướng với cả ngồi thiền. Cái thứ tư nữa trải qua 5 năm mình tự viết chuyện, tự tìm kiếm chắt lọc cái ngôn từ. Và hiện tại bây giờ cái việc ngôn từ của tôi nó đã hoàn chỉnh đâu. Tôi còn học thêm nhiều. Nó là cái vốn sống, vốn từ vựng để mình nói. Đôi khi mọi người cũng trải qua những cái quá trình vào tù ra tội rồi, nhưng mọi người không biết diễn đạt kiểu gì. Nói một phát 2 phút hết bố là câu chuyện. Hết, chả muốn nói cái gì, chả biết nói một điều gì cả. Không muốn truyền tải cho người nghe cái vấn đề gì. Nên là mình bị thiếu hụt cái ngôn từ. Thế tôi bảo ví dụ các cháu từ 5 tuổi, à từ lớp 5, lớp 6 là tập mà viết chuyện hoặc là viết nhật ký. Bố mẹ dạy cho các con cái việc viết nhật ký như vậy. Cái gì các bạn? Đấy có 3-4 cái điểm mà dẫn tới cái việc mà tôi muốn chia sẻ với mọi người. Thành công hay không mọi người tự áp dụng sẽ thấy. Nó sẽ khác như thế nào. Chứ nói nó có làm gì, có con đường nào mà chỉ có gạch đầu dòng để thành công được. Nó phải trải qua 3-5 năm. 5 năm tôi viết chuyện đấy chứ. Viết chuyện xong rồi dựng hình ảnh là những hai này nó đứa nào yêu nhau, xong một đứa bị ung thư, xong một đứa bị tai nạn. Đấy, cái kiểu như vậy, dựng nên cốt truyện, xong viết chuyện lung tung này. Nó xong sử dụng vốn từ. Vừa rồi tôi bảo là cũng lâu lâu mình không ấy, nên là mình ghi là bà dùng 400 cây mộc để đun nồi bánh chưng.
về sau là chưng là TR, thế tôi lại tra tôi lại thấy là bánh chưng là CH. Thế là mình lại rút ra là từ lần sau là bánh chưng là phải CH chứ không phải là chưng TR. Đấy. Trong cuộc sống nói chung nó vô vàn lắm. Thực ra là đấy, trả lời như bạn kia là thế không vào cây cây ATM, nhưng mà thực ra là các bạn nói theo cái kiểu là nói cho có, nói để cho có tiếng, nói để cho có tiếng động. Tôi thì thường là các buổi chia sẻ này tôi không chia sẻ theo cái kiểu nói để cho mọi người theo dõi hoặc mọi người ngồi vỗ tay đen đét, nó không có giúp ích gì, không có cái gợn gì cho người nghe. Chứ còn các bạn bình luận là trồng cây ATM, cây ATM, bản thân cây ATM nó chả có tác dụng gì nếu chúng ta không rút tiền mà cả. Ngân hàng không rút tiền, mà nếu mà nền kinh tế mà nó cứ như Venezuela thì các bạn rút vào thì các bạn rút ra cả mấy cái xe cút kít mới mua được một ổ bánh mì. Các ông cứ bảo là trồng cây ATM nhưng các ông có hiểu ATM là cái gì đâu. Bản thân ATM nó không có giá trị. Bản thân ATM nó có giá trị là bản thân trong đấy nó có tiền. Các ông cứ lấy cái câu là thế không trồng cây ATM, nhà các ông có trồng 10 cây ATM ra ngân hàng mà mua các cái cây ATM nó thanh lý về nhà mà trồng. Bản thân cây ATM nó không có giá trị nếu mà ở trong nó không có tiền. Và tiền có mạnh giá như thế nào? Nếu mà tiền ý mà ở VLCA thì đủ có 3-4 cái xe cút kít đi mua một ổ bánh mì. Các ông cứ học nhau và trồng con KVE mới nuôi con thuốc viện mới trồng cây ATM. Mẹ ra ngân hàng người ta thanh lý máy ATM kia mua về mà trồng. Rốt này còn hay chơi chữ. Đéo hiểu ATM nó nghĩ là cứ lên mạng bình luận là thế không trồng cây ATM. Cứ các ông nghĩ ATM bản thân nó có giá trị à? Nó do là tiền ở bên trong cây ATM. Cái thứ hai là tiền của ngân hàng nào có mạnh giá mạnh hay yếu. ATM của ngân hàng VLCDA thì mẹ mấy cái ATM mới mua được một cái ổ bánh mì. Rốt này còn hay chơi chữ. Ngọng này hay nói. Đấy, cái kiểu vậy. Đấy, đại ý các bạn phải hình dung như thế. Còn nói mà các bạn mà chỉ cần nói một câu mà tôi mà nói theo dùng cái tư duy phản biện thì các bạn không nói được đâu. Tại vì cái bình thường của các bạn ấy hay nghĩ là trong câu chuyện này nó chỉ là trò đùa. Chúng ta thích đùa chỗ nào thì đùa, nhưng không có tính công hiến cho cộng đồng nói chung. Ngôn từ thì chúng ta không biết cách nói. Chúng ta cứ thấy thằng khác nói vào trồng cây ATM chúng ta thấy hợp lý, thế lần sau chúng ta lại nhại lại ở bất kỳ nơi đâu mà một cái chủ nghĩa gọi là nó thực tế như mình. Đấy, cứ copy paste sang bên kia. Ban đầu là có thằng bỏ mẹ nào nó bảo là Việt Nam vô địch. Bố cũng nhại lại Việt Nam vô địch. Nhưng có biết đâu vô địch ở vùng nào, đá bóng với đội nào, vô địch để làm gì. Vừa thấy ông kia ông bảo là trồng cây ATM phát bố mày thấy thằng này nó nói cũng hay hay bố lại copy. Thế không bảo là trồng cây ATM. Bản thân cây ATM nó không có tác dụng gì. Ngân hàng có lẽ nó vẫn thanh lý chục cây ATM một về mang về mà trồng xem có ra tiền không. Ở trong nếu có tiền thì ATM có tác dụng gì. Tiền nó theo quốc gia nào, cái tỷ lệ lạm phát ra sao. Mẹ như các cái nơi ví dụ như cái VLCA gì đấy, mấy xe cút kít mới mua được một ổ bánh mì. Thì tiền lúc ấy nó có giá trị đâu. Các bạn không hiểu gì, xong rồi tư duy thì kém, ngôn từ thì không, cứ thấy đâu là copy, xong rồi nói cứ như là cái nơi công cộng cứ nói theo kiểu là phải nói để cho chúng nó để ý. Nhưng có ra cái gì đâu. Ở trong tâm mình hoặc ở trong, ban đầu là cái tâm mình này, mình nói cái điều ý có đóng góp cho cộng đồng hay không mình mới nói. Bản thân mình nói thật ra nếu mà mình không có đóng góp gì bố về đi về. Chúng anh em chúng nó cứ giữ lại mà ở đây uống. Tao chả có tao đóng góp gì bố về. Đại ý như vậy. Khi chúng ta ở một cái cộng đồng mà chúng ta thấy cái lời mình nói không có đóng góp gì, mình thấy là cũng vui đấy. Mẹ một lúc sau mình cái thằng kia nó mình nói nó chả hiểu gì. Thế không thấy vui à? Không thấy vui lại nói câu khác. Đại ý kiểu như vậy. Các ông cứ nghĩ là nói thế để cho vui, nhưng có bọn thằng kia nó có hiểu gì đâu. Mấy cái thứ hai là cái lời ông nói ông tưởng là vui nhưng nó có vui đâu. Tại vì có thể cái trí tuệ của mình nó không được cao, cái khả năng dùng ngôn ngữ của mình nó không được cao. Tôi nói thì sợ là mọi người ấy, nhưng mà tôi cũng muốn nói lại là cái vấn đề mà chúng ta khi mà chúng ta bỏ cái ngôn từ để mình nói ra cộng đồng, đừng quăng rác ra, tập trung nói cái vấn đề gì nó đóng góp cho tha nhân, chứ không phải nói hết chuyện nọ chuyện kia chả đóng góp mẹ gì, nó buồn lắm. Cuộc sống nó buồn. Hôm nay cũng chỉ nói thế thôi. Đại ý là cứ mỗi ngày ta nói về đào sâu về một cái chủ đề nào đấy thì nó dễ. Còn đôi khi những cái mà mình nói như này nó không mang cái tính giải trí đâu. Mà trải qua cái cuộc sống tôi cũng chả phải nịnh ông nào cả. Mấy cái thứ hai là đến bây giờ mà nói thì tiền bạc với nắm người theo dõi nó cũng chả đóng góp cái nó cũng không giải quyết nhiều cái vấn đề của tôi. Mà đến một thời điểm nào đấy 2-3 năm sau nhỡ tôi ẳng ra đấy, biết đâu các ông này buồn buồn này, tự nhiên bảo ông này ấm đâu không thấy cái thằng tóc vàng ấy, cái thằng nó giọng nó giống Chiến Thắng nó nói ấy. Thế thử te tìm nó xem ở trên mạng nó còn tồn tại hay không. Lúc ấy có thể là mình ảnh rồi, nhưng các bạn nhớ đến mình là cũng tốt.
Đấy, đôi khi tôi cũng chỉ có mỗi cái thế thôi. Còn cái thì bây giờ mình xây dựng cái này là để cái cộng đồng, để cho anh em chia sẻ. Xong rồi có những cái gì mà ví dụ như mình giúp đỡ được ai thì tốt. Các ông mà cảm giác mà lúc nào mà cảm giác mà ừ thế thì thỉnh thoảng để xem thằng này nó đã ẵm chưa, hoặc là nó dạo này có chết đói hay không, thì được thôi để gặp con thủy mua cho nó cái cây chống chống đói. Thì đấy là tôi cũng biết ơn sâu sắc. Nhưng đôi khi như hôm nay cái chuyện mà khách hàng mua xong rồi hai đứa chửi nhau suốt ngày từ lúc tối này, chửi mặt trước mặt thằng Nguyên. Khách cũng chả biết khách kiểu mẹ gì. Khách thì thường là ở Việt Nam mình theo cái kiểu là khách có tiền một phát là giá mới trợn mẹ mắt lên trên giời, nói thì tiếp chứ phải mình chả bao giờ mình tiếp thật. Mình đặt nặng cái vấn đề mua bán nó theo kiểu theo theo kiểu là duyên, để kiếp sau anh em được gặp nhau, nó không nặng nề lắm đâu thật. Nghĩ là tôi câu view hôm nay, nhưng tôi đã yêu cầu ông nào chia sẻ đâu, trái yêu cầu mọi người chia sẻ, trái yêu cầu mọi người bình luận hoặc like hoặc cái loại kia đâu, mà hầu như là cái trong các cái buổi này mình đối thoại với chính mình, rồi với những ai mà người ta có cái vô tình người ta lại đang để tự nhiên lướt TikTok, người ta thấy ở trong cái buổi này này cơn tự nhiên nó có thằng nó nói chuyện, người ta dừng lại, người ta nghe, biết đâu lại có ích cho cuộc đồng đời người ta. Chứ còn giọng của tôi mấy cái việc tôi nói nó khó nghe lắm, không phải cái ông nào cũng nghe được đâu, nó là hữu duyên. Có thể kiếp trước mình ăn mặn nhiều, kiếp này ít người theo dõi, chỉ có 90 mấy người cộng với 10 mấy nghìn người ở trên ấy là nó rơi vào hơn 100.000 thôi. Còn TikTok này cố gắng đến cuối năm thì nó 100.000, 100.000 thì lúc ấy lời mình nói ra thì nhiều ông sẽ cover lại. Nhưng hiện tại bây giờ là mình nói ra thì ít ông cover, tại vì là ngày xưa cái thời cái Facebook này nó nổi ấy, nhiều thằng chụp ảnh cái màn hình của mình, xong cứ khi nào video mình ra phát dán mẹ xuống dưới để bêu mình, bêu bêu mình chặn loạn đấy. Cái thời nó nổi nó thế. Còn hy vọng đến cuối năm mà TikTok nó 100.000 follow rồi, ông sẽ cover lại cái lời mình nói ở trong một cái ngữ cảnh nào đấy, thì lúc em sẽ nổi hơn. Nhưng mà đại ý bây giờ mình không hy vọng lắm ở cái những chả đặt nặng những cái vấn đề, thì nói để cho gọi là chia sẻ cho những ông nào tình cờ lỡ ngớ lại vớ được cái câu này hay, bố mày cover bố đi tán gái thay cho cái câu là trồng cây ATM đấy. Là ông nào ông ấy vừa mới mấy một phát là ông ấy từ sau là không bao giờ copy cái trồng cái ATM ở các nơi khác đâu. Nhỡ thằng khác nó lại nghe thằng góp nhà ca đá nó bảo là ATM bản thân nó không có giá trị, ngân hàng thanh lý đầy, mới nhớ ở trong ATM toàn tiền VLCA thì cũng chả giải quyết cái mẹ gì đấy. Từ sau là các bạn không copy là trồng ATM nữa, chứ còn vô duyên bỏ bà thì trồng ATM, bản thân ATM nó làm gì có giá trị. Ôi được rồi, cảm ơn mọi người đã hết đầu, không trả lời được hết.